Rồi, hello anh em nha. Nay mình lên cho anh em những dòng chơi, dòng xe là rim đồ này kia nha anh em. Đây mình lên cho anh em cục máy cúp 100 Honda Savant nha anh em. Tình trạng là máy rất là đẹp, nguyên zin, đầu nồi chưa rớt nha. Bộ điện nè, anh em nhìn thấy nó như cây kiếm luôn nha anh em. Rồi cái máy này mình đọc là giá cho anh em liền nha. Cái máy này mình bán cho anh em với giá là 10 triệu nha, bao gồm cục máy, nắp cái như hình. Máy mình bán bao với anh em là máy zin còn nổ, đầu nồi chưa rớt nha, chưa chạm. Đó. Sau vài bữa không đi thì mình có thể trả bán phụ tùng. Giá phụ tùng cái đồ này nếu anh em biết thì nó không hề rẻ ha. Mình còn đây là bán nguyên cục ha. Đây bộ lửa y chang đập hộp nha anh em. Đó, nó mới chát luôn, mấy chục năm rồi mới chát luôn. Dây là mềm dẻo nè, dây chui nguyên zin hết ha. Lóc thì sơn si zin toàn bộ ha. Đó, máy cúp 100 ở địa Nhật. Có nhiều người gọi là máy cúp tâm 100, có người gọi là máy rim Nhật, có người gọi là máy rim lùng Nhật cũng là nó nha anh em. Nó là qua lăng bơm lửa Denso nè. Đó, bộ lửa mới chát nha. Đó. Ba anh em là nguyên zin nha, đầu nồi chưa rớt nha. Máy mọc luôn ha. Đầu còn cờ nè anh em. Đó, cái cờ đầy uy tín luôn nha. Chưa vệ sinh gì hết nha. Đúng chất máy mọc. Ba anh em là máy nguyên zin, đầu nồi chưa rớt nè. Cũ đời nè anh em, vệ sinh ra bảo đảm là xanh lè luôn nha anh em. Đó. Cái máy này do lỗi vận chuyển về á, người ta để cái giò đạp vô luôn á, nên lúc nó bị ngã ngang là nó sẽ bị gãy chỗ này. Đó, nên cái máy này lỗi chỗ này thôi. Đó. Nhưng mà cái máy này mình bán chỉ 10 triệu thôi. Còn nếu mà ai biết xài thì bây giờ mình nói đơn giản, mình rã bộ đầu lòng thôi. Bộ đầu lòng này nha, bộ đầu lòng zin, zin Estanda này mình bán bèo lắm cũng phải 7-8 triệu ha. Bộ lửa này 4 triệu nè, 3-4 triệu trở lên. Đó, bộ nồi thì mình chưa biết nữa nha. Đó, bộ nồi nếu mình rã ra tùy theo cái chất nồi 7-8 triệu, 5-6 triệu tùy nha anh em. Đó, nhưng mà cái nồi này nguyên zin chưa rớt, chưa rớt gì hết luôn nè. Đó, anh em thấy không? Đó, cái máy này mình bán giá 10 triệu nha, anh em nào xài thì cứ alo mình. Đó, bao anh em là máy nguyên zin như miêu tả ha. Lóc sơn si zin đẹp, không lỗi không bể gì hết. Giá nguyên cục 10 triệu thôi, còn giá đồ món thì anh em nếu mà vài bữa nó không đi thì mình rảnh mình rã bán phụ tùng nha, thì cái giá nó rất là cao. Giá phụ tùng nó khác với giá một cục nó khác nha anh em.